Con này khoảng 1 năm nữa là đẻ. Mong rằng là sau này nó sẽ nhân ra khoảng rất nhiều con. Chào bác ạ. Chào bác. Sợ con đấy đấy. Ok. Là vút về. Quý lắm đấy, yêu lắm đấy. Để đi chợ để rau. Để đi đâu? Chắc cũng được mỗi triệu thôi là. Cảm ơn. Ok, à, bắt tay cái. Tôi khốn nạn, như chỉ tôi là, tôi chả tôi cho chúng tôi để tràn sự đi công. Chú bảo nhà chú nghèo, các anh giúp đây, chú rất là biết ơn và nhớ ơn. Hoàng Na. Hoàng Na. Bạn này khỏe không? Chào quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Như đã hứa hẹn ở tập trước thì có mua 3 cái xe đạp dành tặng cho gia đình mà có cả 3 người không nghe không nói được. Và đằng sau này này có một chú bò. Đây là bò cái để gia đình làm giống đấy. Một là... cân bò, anh bảo một chú bò là đàn ông. Bò, đúng rồi. Bò cái là hỗ trợ. Sơn La về đấy. Sơn La. Xe này là chở từ Sơn La về đấy, con bò này là cũng thế. Con này hôm nào về à bác? Vâng. Thế là hỗ trợ gia đình là giúp đỡ một cái cần câu cơm ấy. Tại vì là lần trước lên ở đây thì hỏi gia đình là có bò, nhưng mà bò đấy không phải là bò của nhà, mà là bò của người ta cho nuôi để lấy giống. Tức là nuôi được 2 con giống thì sẽ chia nhau mỗi người một nửa. Còn 3 cái xe đạp này sẽ dành cho gia đình. Ui có xe, tức là cho mấy bạn nhỏ ấy. Xe to này cho một bạn đi học, còn 2 xe nhỏ này để các bạn ở nhà chơi. Anh dắt 2 xe to, anh dắt xe này và xe này nhá. Sao em dắt xe kia. Xe với lại em dắt con bò. Em dắt con bò đi. Đấy, em dắt kia. Anh như này. Được rồi. Bò ơi ra đây. Bên trái. Để xem như nào, tuần tay nào. Em hơi khó dắt đây. Khó dắt à? Khó dắt thì để anh Thương dắt hộ xem dắt được không? Em dắt được, chắc là vẫn được. Để gần gần đi. Đấy. Đi. Đi. Đi bò ơi. Đi bò ơi. Đi 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 tiến. Bò chỉ đường nhá. Ừ. Bác tí nữa lên trên này quay đầu xe cho nó rộng. Nó đi không? Đi anh mà. Ở đằng sau đuổi cho. Anh đuổi từ từ để em dắt từ từ ha, con. Đợi tí, làm gì mà, đừng vội. Chắc là vui lắm đây. Con bò này. Yêu ơi. Mục đích mua bò cái là để con bò nó lên giống cho sau này. Con bò nó à? Con bò nó lên em đi rồi. Từ từ. Chắc gia đình sẽ vui lắm đây. Và mấy bạn nhỏ cũng háo hức lắm rồi. Chắc là mấy ngày không ngủ được rồi. Con bò này. Hứa yes. Là phải làm. Còn con bò này thì lần trước là không hứa, nhưng mà đi vào xem hoàn cảnh của gia đình. Đi. Gia đình chưa có con bò nào cả, chỉ là nhân giống để đợi bò thôi, cho nên là mang một con bò vào luôn. Bò này chắc là 1 năm nữa là đẻ. Đúng rồi, con này khoảng 1 năm nữa là đẻ. Mong rằng là sau này nó sẽ nhân ra khoảng rất nhiều con. Chào bác ạ. Chào bác. không biết gia đình có ở nhà không, tại vì là không có số điện thoại liên lạc và không có gì để liên lạc cả. Dạ vâng, cái gia đình mà 3 người con không nói được ấy. Bố ở nhà thôi à? Con đi đâu rồi? Đi chơi. Đi chơi thôi. Ôi con bò này nghe lời nhỉ? Con bò này nghe lời. Con bò ngoan. Ngoan. Ở nhà mà sao mà đúng. Ở nhà mà đúng không? Đúng rồi. Đang rửa tay. Mấy bạn nhỏ ở đấy đây. Đây rồi. Đấy. Sướng. Này. Xin chào. Xe này. Nè. Dắt luôn. Đấy, biết ngồi chưa? Chào bác. Em chị. Biết ngồi. Dạ, chào cô ạ. Ôi con bò nó. Ngồi được không? Đây, của bạn này đây. Anh ơi, con bò này không ăn rồi. Chú ơi. Đây có phải là chồng của bố à?
Chào ơi. Chú ạ. À. Cháu chào chú. Đây cháu có món quà cho gia đình chú này. Con bò ấy. Con bò. Vâng, lần trước cháu chơi chơi rồi. Giờ cho con cho chú con bò này nuôi nhá. Vâng vâng vâng. Thế con bò kia đâu? Ở kia à? Con bò là người Thu Lao đấy. À người Thu Lao người ta cho nuôi. Xong rồi để đợi lấy con giống. Đúng không? Thầy thế chú dắt con này đi ra bên kia buộc đi xong cho nó uống nước. Chăng chăng tỏi cá khiêu. Con bò cái chú ạ. Con bò cái đấy. Ừ. Thế là ai đi chăn bò à chú? Ai là người đi chăn bò? Con trai à? Đi làm gì đấy? Cô đi đâu rồi? Cô đi làm gì à? Mẹ đã dắt xe. Cất luôn. Cất luôn. Bạn này thì chắc là chưa biết đi này nên là mua cái xe đạp. Vui chưa? Một cái bánh này này. Sớm bạn... móng tay chưa? Sớm không? Bị sao đấy? Đây dắt đi ra kia buộc đi xong rồi chú cho uống nước. Sướng quá. Nào mà tháo cái này đã. À cái kia cắt rồi, cắt để. Cái này được ạ. Chắc được bên này. Ra từ bên này. Chú con bò này rất có chỗ ở mới được. Đây. Cho nó ăn cái gì đấy? Thế nó ăn đâu mà? Cho nó ăn cái gì? Này. Chú cho nó ăn cái gì? Ôi biết đi mà. Ôi. Đấy chú buộc đi xong rồi cho nó ăn xuống. Đây này. Nhá. Mới nhặt lên mà không chơi. Đây mấy bạn này bốc xíu đây. À. Để đây xong xé xong mới nhặt anh ạ. Sướng bốc xíu. Đây con chú này. Thì vừa về đã vớt ve con bò này rồi. À, rất là vui. Chú thích không? Chú thích không? Thích không? Thích à? Thích. Đây, chú vừa về cái đã cưng chiều lắm rồi. Yêu lắm rồi. Sơn La về chú ạ. Bò này từ Sơn La chú ạ. Bò Sơn La. Vâng, bò ở Sơn La. Nó sợ con đấy đấy. Đang vuốt ve. Quý lắm đấy, yêu lắm đấy. Mấy nữa cho nó đẻ nhiều nhá chú nhá. Chắc tầm hơn một năm nữa là nó sẽ bắt đầu đẻ đấy. Và cứ một năm là một con. Con này có, đây là con của con này mà. Đây đằng kia là con của con này. Nhưng mà vẫn phải đẻ một con nữa thì sẽ chia nhau ấy. Đúng rồi, tức là nuôi để đẻ hai con thì nhà này sẽ được một con. Hả? Sướng. Vui mừng. Chú buộc nó vào đâu đi xong cho nó uống nước đi. Đó, nhiều trên này là rất là nhiều bạn bò. Lý do tại sao mua bò là vì khu vực trên này là chủ yếu là chăn nuôi được bò thôi. Châu thì ít người chăn. Thế là... Nó sợ ấy. Con này bọn đực. Dạ vâng. Chào ông. Ông biết con này hả? Bạn này biết ngồi xe rồi này. Chú buộc ở đâu? Thích. Chú buộc ở đâu đấy? Đang tìm sợ đàn chi sợ chồng tìm chỗ để buộc chắc là đi đường dưới kia đi. À Hoa mang cái đấy để đốt à để vào thùng đi đường đây. Hai bé đã mang xe đạp đi khoe. À cho ở trong này luôn chú, là cho đốt ở trong nhà luôn. Quý quá nó sợ ấy. Cái này vứt đâu ta? À đây có rơm nè, cho nó ăn rơm nhá. Nó ăn không? Xem nó ăn không? Này, chú cho ăn xem nó ăn không? Nó đang sợ đấy, nó mới đến. Nó mới đến, châu mới. Chưa, nó đang say xe đấy. Đây.
mua những con bò ở những nơi khắc nghiệt, về trên này khắc nghiệt thì sẽ mới quen được. Chú vớt về. Cô thì đi làm rồi và có một anh cũng đi làm rồi, con của chú ấy. Còn một một bạn là đi học rồi hả? Còn một bạn đi học rồi à? Chú đang nấu gì đấy? Nấu gì đấy? Nấu cơm đấy. Nấu cơm á? Đây là đồ chứ nhở? À, đồ cơm. Đi kiểu đồ xôi ấy, không phải là nấu cơm đâu. Giỏi thế nhở? Đúng. Ờ, bạn này 15 tuổi. Ôi giỏi thật đấy. Tự đạp được rồi. Chắc là ngày xưa cũng từng có xe đạp rồi nên là mới biết đi đấy. Còn bạn này. Còn một bạn 11 tuổi nữa, đi học rồi. Ờ, cái kia bạn ấy mang cất luôn rồi. Cất để cho em. À đây, cất trong này rồi. Thế lúc nào cô mới về? À? Lúc nào cô mới đi làm về? À, dạ quá. Vâng, vợ chú. Vợ đi làm xá tại tại thôn. Đi làm thuê á? À. Thế tối có về không? Ừ. Tối đi về ba. Tối về à? À. Tối về. Cô thì là đi làm ở trên xã tại Gà Khâu trên kia cơ, nhưng mà chú thì đi sang nhà hàng xóm bên kia mượn điện thoại để gọi cô về. Chú bảo là ra lên đây đây rồi phải ngồi cùng nhau ăn bữa cơm ấy, nhà chú chạy vội sang bên kia mượn điện thoại, mượn để, điện thoại. Để gọi cô về rồi. Nhưng mà thấy cảm xúc của người ta với cả cảm xúc hai bạn này này sướng. Đấy, cất xe được rồi. Đạp không mệt à? Không mệt, chắc chắn đang là không vui. Mệt. Thích không? Không biết mệt đâu, sướng lắm nhờ, vui lắm. Cất xe. Ê! Ơ! Mấy kia vẫn đang tập đi. Xe ba chân mà. Ê! Đang tập sợ. Đang tập thì xe ba chân là hợp lý nhất rồi. Sắp đạp được rồi. Ai... Đó. Ê, chưa, vẫn sợ ngã. Sợ ngã. Chưa biết cua. Đây là những cái xe kia thôi. Mọi người không phải sợ nhá, tại vì khu vực đường này rất là ít xe cộ đi lại luôn, chỉ có dân ở trên này đi thôi. Vậy kia là lấy cái kia để đi. À, thử luôn hai xe. Bạn này sẽ học cái xe này hơn. Chỉ là con trai thì nó lấy cái xe. Đúng rồi, con trai xe to không? Hoặc là con gái đi học đấy nhờ. À, nhà này có xe máy không? Không, xe máy à? Ừ. Bác là người Thu Lao hay người Mông? Người Mông chứ? Bác người Mông à? Đây rồi, chú... Chú đi gọi điện về rồi. Kênh đỏ to à? Kênh đỏ to à? Đỏ yếu là bố linh đỏ to, nhìn đi số điện thoại này. Ê, một số máy là chạy mua pin máy đó đâu. À, cô bên kia là người hôm đó mình gặp đúng không? Ừ. Tôi dí đấy. À, em một xe nhua. Tôi chưa biết một bé chỉ xua đấy. Tại vì cũng lâu rồi chỉ xua mù ha. Chỉ là nhìn một đầu cũng khai số chứ ha, tí mù đấy chứ. Thích cái bằng vải mông. Chào cô ạ. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Nay cô không đi chăn bò à hay về rồi? Không đi chăn nhà, đi lấy cỏ về cho nó thôi nhỉ? Không ạ, đi rốt cỏ làm, đang đi chế cân ra cái đất. Anh đang gặp bò, anh đang gặp bò là bò gì? Nay đi xuống máy không? Hấp bò ha. Ok, mua pi, xin số điện thoại. Dạ vâng. Anh Huy ơi. Tiếng phổ thông cũng biết ít thôi. Anh ơi, lấy số ở chỗ cô gọi đi. À, cô có số à? Số của cô ấy là số của người đi làm cùng. Hả? Số? Chắc là số cô này đúng không? Vợ, chú này à? Cả hai quay nhìn. Chưa được. Chưa được. Đợi bắt máy. Cháu chào bà. Bà đi lấy cỏ. Lấy rau lợn đi nhỉ. Ở nhà chứ. Thế thì là để đứa thứ ba thì chắc là tưởng là biết nói. Vâng, nó bảo là nó
cô bảo là không để nó, cô bảo là cô qua ngay cô để một tí đi, cô để cho nó sau à. Cô là bạn cô chú thiên thiên chú ở bản thân các cháu ấy, dạ, thì sợ mai sau các chú cô chú già sợ em dâu mấy em dâu mấy em trai nó chết, sợ em dâu nó không chết ấy. Và có thể một tí đi xem nào. Nhưng mà đứa cuối cùng thì cũng lại không biết. Dạ. Thế là bò kia là nhà của nhà nào đấy? Con bò cái kia. Con bò đây là nhưng mà nơi khổ đây, nơi của nhà cái gì? Của nhà trong làng này à? Vâng ạ, cái nhà nước giúp. Vâng, nếu mà không nhà nước giúp cái nhà là sắp đổ đấy nhờ. Bé bé à, không con, cái này không phải đâu. Bé hơn nữa à? Tức là bên như cái nhà bên kia. À, như nhà tre bên kia. Ờ, vâng ạ. Nó trần trần. Vâng. Mình đắt đấy. Thế thì được bộ đội quân khu 2 tặng đây nhà. Đừng có đi ra ngoài nhà. Cứ nhìn ở dưới chân thôi. Ây, đường đi. Ây. Nhìn đường chứ. Nhìn bên... Đấy à. Không nhìn đường, cứ nhìn dưới chân thôi. Ừ. Nhìn phía trước. Đến biết đi rồi đấy, nhìn dưới chân, nhìn ở dưới chân mới không tụt xuống. đang quan sát được rồi. Ở đây thì không có xe cộ nhiều đâu nhờ, có nhờ. Nên là mới dám ngồi đây này đấy, có xe cộ nhiều. Bà ơi. Bạn này bao nhiêu tháng rồi? Hai tuổi. À? Hai tuổi. Đến đi học rồi chứ? Đi học rồi. Hai vợ chồng chắc là lúc nào cũng đi làm nương nữa. À, không đi làm thuê được. Cô ở nhà bên kia cô bảo là gia đình chú rất là chăm, nhưng mà do hoàn cảnh nên là không đi làm thuê đâu, đi đâu được để con nữa. Nhưng mà chú cho ấy ăn à? Thế chắc phải nấu cám cho nó ăn đấy nhỉ? Ở đây có bị thiếu nước không cô? Thiếu nước à? Thế ở đây có nhà nào đào giếng chưa? Bơm về à? Thế ví dụ như đào giếng có được không? Có nước không? Không có đâu nhỉ? Cao này đào khó đấy, phải sâu mất nhiều tiền nó mới được cái nhỉ? À, trên kia cũng từng đào rồi đúng không? Nó nhiều đá nữa, với cả nó ở trên cao quá. Ôi, không ngồi lên trên kia nha. Cái này là mày dao nha. Không ngồi. Ngồi ghế kia. Ghế thôi. À, đây... Nước. Nước có. Là nước. Nó ở xa ấy. Xa. Cắm điện à? Hay gì đấy? Cắm điện. Cắm điện về à? Từ đâu đấy chú? Dưới kia. Thế là cả làng mình dùng ở dưới kia? Không ạ, có hai bể. Có hai bể. Chú làm bên kia, nó bể bên kia to ấy. Vâng. Thằng này suốt ngày sẽ bị mấy của bà thôi. Chưa lên. Chỉ con mà, bé nhỉ. Chưa thấy chỉ gì. Chỉ con lúc nào cũng đầy xem điện thoại thôi. Đợi không nổi rồi. Đây à, dưới này. Bà làm cho, chứ không cho nhé. Đây, còn nước rồi. Đây còn nước. Đỡ hơn trên kia nhiều. Ừ. Đỡ hơn. Nhưng mà nước này có mất tiền không cô? Không đâu đúng không? Mất tiền điện. Đang dạy bạn đấy đi tập đi kìa. Chứng tỏ ra là khu này trẻ con cái áo hay chơi với nhau đấy. Đi lấy cái ghế cho cô. Bạn kia, bạn áo đen đang dạy không? Cái tay về, chẳng cô. Dạy nhìn thấy không? Cái tay về, không phải. Cô ghế, đây. Cái tay cô về ngồi ghế, bà mới cho xem nhá. Cô xin nhé, xin nhé. Không có ruộng à, nhà cháu này. À, không có ruộng à? Vâng. Ồ, lần này đạp từ nãy giờ là 30 phút ở đây không nghỉ, không mệt à? Không mệt à? Hả? Nghỉ thôi. Mệt rồi nghỉ thôi. Vẫn đi tiếp. Vẫn muốn đi tiếp. Thấy chị em. Bạn kia thì đi giỏi rồi đấy. Bạn này chắc chắn là ngày xưa đã từng có xe đạp rồi.
cho nên là mới đi được như này. Thì thế là hoàn cảnh từ ngày xưa rồi nhỉ cô nhỉ? Nhưng mà cái mới đấy phải cho ấy. Vâng. Có đi cho con này. Có mình đi cả rồi nó mới ở riêng. Bây giờ nghỉ rồi đấy, nghỉ đấy. Đập tay một cái nào, biết đập tay không? Đập à? Yeah, đấy, cắt xe thôi. Bạn này biết đập tay không? Ê, ơ. Làm theo anh ấy. Đó. Cất xe thôi, mệt rồi. Vẫn chưa muốn nghỉ. Hả? Chưa muốn nghỉ. Bạn này cũng đang vương vương vấn một tí đấy. Vẫn đang muốn đạp. Thật. Ô, vô, 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 vô. Ờ. Không nghỉ đâu. À. Đi tiếp. Cái ghế nó bị... Ngồi ngồi tít đằng sau quá xong. Anh kéo anh ấn xuống. Ấn lên đằng trước ở đâu. Em nói cứ ngồi đằng sau nên là nó sẽ bị. Xe nhá. Xe nhá. Không biết mà. Biết, biết đấy. Biết đấy hiểu. Ui. Là à, biết rồi. Đun gì đấy chú? Cái gì đấy? Cánh đậu đấy. À đậu à? Cánh đậu, cánh đậu, cánh đậu. Là cánh đậu. Món gì đấy? À rau à? Bắp cải à? Là trồng ở dưới. Mua hay là tự trồng đấy? Đó. Mua hay trồng? Bên này á? Vâng. Giờ mình mua đi, giờ mình chó nè hả? Chó là trồng anh ạ, là trồng. Chẳng phải là cái lấy trồng. Trồng ở dưới này. Tức là không biết tiếng của tông mấy nhỉ? Biết rất là ít thôi. Cô thì phải tí nó mới về, tại vì cô đi làm ở cách đây khoảng một đoạn rất là xa cơ nhỉ. Vâng, đi đợi công. Trên này là hay có cái việc là đợi công không phải thuê đâu. Sẽ hôm nay làm nhà này, ngày mai sẽ làm nhà kia. Xong cái công việc này của nhà này sẽ lại chuyển sang công việc nhà khác làm thì sẽ đi giúp đúng rồi, kiểu thế sẽ nhanh hoàn thiện được công nhanh việc hơn, hơn. Vui hơn. Vui hơn. Chắc cái rau này chú sẽ bỏ vào trong canh đậu đấy nhỉ. Đúng rồi. Hả? Bị em sao? Bị sao? Có sao đâu. Sao? Chắc là bị... Đau quá à. Sao? Bị sao? Có bị sao đâu. Đó, xem nào. Hay là bị... Anh thì bị thì đi thêm nào. Sao? Hay là để mình như thế. Có sao đâu. Kìa. Đi theo anh ấy. Xe nha. Xe nha. Xe. Vậy thì đèo. Sao không bảo chị đèo mà bảo anh đèo. Vâng. Đập chắc rồi nhá. Khoai này đèo hai đứa cùng ngồi này. Ra đây. Cái gì đấy? Lợn. Mỡ lợn chứ. À thịt lợn. À thịt lợn có một trong mỡ. Như này là sẽ không hỏng được. Nhưng mà thịt như này rất chìa ngon nha. Ừ, thịt này quá ngon luôn. Ở đây thịt ba chỉ đấy mọi người. Ba chỉ đấy. Ngâm vào mỡ thì sẽ không bị hỏng. Như nhìn xung quanh là không có tủ lạnh. Đây, thế là hôm nay mới biết là hoàn cảnh của chú rất là đặc biệt, khắc nghiệt từ ngày xưa rồi, từ hồi nhỏ rồi.
cô vừa nãy thì bảo là gia đình chú rất là chăm chỉ, nhưng mà do cái hoàn cảnh nó đẩy vào cái khó thế cho nên là không thể nào mà thay đổi được. Cũng mong là mua con bò này về xong là gia đình sẽ nhân giống sau này sẽ có nhiều con bò hơn nữa. Còn hai bạn nhỏ này thì vẫn hăng say lắm. Đều em chứ. Để chị đều. Đều em. Nó không chịu ngồi. Ui, nó cao quá. Chân em còn không tới. Em hay buồn cười lắm kiểu này. Không biết Tư có biết đi hẳn nước không vậy? Nào. Chân không tới đất. Được rồi. Đi phụ giúp chú. Đây nè. Dễ đi mà. Chú lấy cái này để làm canh đậu, ốc đậu ấy, phải không? À đúng rồi, cho ốc đậu với cả rau. Như cái món ốc đậu ở trên huyện Si ấy, là như thế. À, đây này mọi người ạ, đây là măng của cô chú tìm được đấy. Cô chú cứ mang ra đây để nướng ăn hoặc là luộc ăn, nhưng mà măng đắng lắm. Sẽ nướng xong chấm đậu xì ăn. À, thế là cô chú là sẽ trồng trọt và tự cung tự cấp là chủ yếu thôi. Vâng. Ngày xưa nhà em đi làm nương cũng thế mà, bạn lấy măng xong nướng trên nương, ăn trên nương. Mình chỉ... chú lấy được nhiều lắm đúng không? Ở cũng... trong nhà vẫn có đúng không? Cô về rồi. Vâng. Dạ. Cô ơi, ra đây. Đây cháu cho xem cái này, ra đây. Đấy. Đây. Đấy. À. Mua cho gia đình cô một con bò nhá. Đây nè, cho cô ra đây xem gần đi nào. Thích không? Cô thích không? Thích à? Đấy, xem nó gần đấy, bò cái đấy. Cho nhà mình chăn để sau này có thêm con đấy. Khai tử nhu gà mì yu mì yu à. Năm sau là có con rồi đấy. Chị bố yu đang dễ là yu tử nhu ấy cho chú mì yu mì yu ăn. Tao vẫn nói đi cả. Mấy đứa làm xe đạp đi chơi hết rồi. Thế con trai của cô, con trai cả cô về chưa? Chưa về. Chưa về à? Lúc nào mới về? Có về không? Một tí. Đi xe hỏi mà lưỡi à? Vẫn đang làm việc, vẫn chưa về ăn cơm. À, đang làm việc. Chắc là tối hẳn luôn mới về. Cô về trước. Tí nữa mình cùng ăn cơm nhé cô nhé. Đấy cô đi sờ nó xem. Cô đi sờ con bò xem. Chú bảo là rất là hiền. Chú bảo cô thế. Chú vừa nay đã vuốt ve con bò nhiều lắm rồi. Chải lông, chải các thứ. Mì dùng bố hấp một sư dùa. Đâu đi xem con của cô ngồi xe đạp đi đâu rồi. Vâng, chào cô ạ. Vâng, cô. Chân nghe. Sao anh có đi làm à? Đó, cậu lo thế, cậu lo. Hôm nay đi làm gì với đấy cô? Đi làm à? Giờ đi đổi công với à? Nhà cô ở đâu? Ở dưới này. Cô ở dưới kia à? Vâng. Ồ, hai bạn kia tưởng nghỉ rồi nhưng mà lại đạp đi đâu rồi? À đây có cái xe đạp nữa, cháu mua cho mấy bạn nhỏ ba cái xe đạp. Đây họ đôi đấy. Đây cái này còn một cái nữa này. Đây. Hai cái kia bạn kia đạp đi chơi rồi. Đi đâu rồi nhỉ? Đây. Đây rồi. Cô sướng, cô cười. Kia cô ạ, đây, bạn nhỏ nhất đây này. Cô hỏi xem có mệt không, đạp từ nãy giờ rồi. Hỏi xem nó đạp có mệt không. Ừ.
Thế chú lại đi nằm nghỉ rồi. Nông tuổi mẹ ta từ cái giờ khởi du lịch này ta cái trời mới từ khởi lắm mẹ lắm nè. Thế là cả gia đình cả bố cả mẹ cả đã nhiều đấy cho chúng nữa. Cái niềm vui. Người thì ôm xe đạp và người thì chú ý các bò. Như thế này thì mình đi làm cái thiện nguyện này thì cũng cảm thấy rất là vui luôn khi mà giúp đỡ được những cái chú bảo là này. Con bò này đẹp à, chú bảo con bò này đẹp à? Đẹp nhờ, rung gâu rung gâu rửa xe à? Hay là gì hả? À chỗ này để à chỗ này bảo là để đi chợ à. Để đi chợ để rau để đi đâu à, khoe đây. À, xe của con. Bị sao đấy? À bị con muỗi đốt à hay là bị gì đấy? Chào anh. Chào anh ạ. À. Được. Nó mà luôn luôn này, cái miếng này. Bán ra mơ với thái rồi. Đúng rồi. Cái này mới già ấy, cái này à. Nhưng mà già lên nó sẽ thơm hơn. Để nó được lâu. Cái này để ăn được trước là đấy. Trước khi để cất là phải rán qua rồi. Rán qua rồi, rán kiểu ra mỡ một tí rồi mà vào vàng rồi mà. Cái cảm giác như kiểu treo ấy nhỉ. Kiểu thịt át chảo. À, cô chú cũng đi lấy củi nhiều lắm đây này. Cái củi trong nhà một đống và đằng sau một đống nữa. Chắc được rồi, chú đi lấy kìa bê. À, măng đây rồi nhờ. Chốt em để rồi. Mà. Em để à? Măng được. Mùa này măng sẽ đắng hơn đầu mùa. Đắng nhiều đấy, không phải đắng ít đâu. Này, xuống chưa? Chị cú được mỗi chiều thôi là... Cảm ơn. Ok, à, bắt tay cái. À, bắt tay. Đi giỏi giỏi nhá. Tôi tay mà mấy cái phi con nhỏ. Bạn này là nào hút bằng nè. Nào hút bằng nè. Ê cái chiều mất tí nhỏ à. Nhân rằng mừng khơm bản lâu nè. Mừng khơm bản lâu á. Nhân rằng là. Ok, hai nó phi hỏi tôi. Chú thái thịt. Thái thịt là. Thịt này mới là thịt ngon đấy. Tôi lắm không được ăn này. Lợn này từ Tết hả chú? Chắc là thấu nọ cha này là cái hả? Nọ cha này, cái con nhiều hút cây, nọ thỏ thủ là nhiều. Từ Tết à? Vâng, chú bảo từ Tết ăn bây giờ còn 2-3 miếng. À, thế là được 4 tháng rồi đấy nhờ, 3-4 tháng, 3 tháng à? Thế lợn có phải lợn nhà chú không tự mổ không? Chúng tôi cái nhà mê dù hả? Dù bị dù là... Nhà chú. À. Chú tự mời. Tức là thêm hỏi chú bây giờ còn nuôi lợn không? Ừ. Hồi nãy mình ý cái tình dùng bùa. Thế. Hồi nãy. Hả? Cái xe này sẽ cho em gái. Em gái. Chú bảo là bây giờ không có lợn, không có tiền mua. À, không có tiền mua. Hả? Cảm ơn. Rất muốn nói cảm ơn nhưng mà không thể nào mà nói được, thì có thể là tức là trong tâm trí là nói ra rồi. Chắc được rồi mà. Ừ. Dạ. Mang em đâu? Mang em đi. Cái này sao? Đây này em. Đâu? Bị ấy. Bị cắm vào chân chó ai? Dạ. Chỉ là anh chỉ này này. Chỉ đâu chứ mà. Ê thằng chứ mà khách cho chỉ nè. Em sẽ lấy hai cây này ra nha. Ừ. Đâu đây ạ? À? Đúng vậy. Chín chưa? Ơ cho chưa. Chưa. Chưa anh ạ. Phải lâu ấy. Đến. Cái này thì gắp bếp ấy, thì gắp bếp là bếp. Anh chay để lại. À, ờ, mềm dần, mềm dần. Nhờ. Mềm dần rồi. Kiểu thế nó mới không bị hỏng nhờ. Đây kia mà. Nhựa không cháy rồi. Cho cái đấy vào thì sao cháy được. À. Con gà cục tác lá chanh.
ăn đây cho sao? Ê, cho món này cho cho giống nước mắm phủ kia là bớt mắm ăn ăn đủ này. Cho cho giống nhau rồi đó. Chúng sẽ để cái tâm, sẽ để cái tâm xá hồ chân chua. Mình nấu thôi. Ừ, chị, thằng này chị là? Cơm ăn xá là quá tệ. Ồ, đây này, măng này. Cũng tìm được nhiều phết đấy nhỉ? Măng đi. Ồ, hay tiểu. Mùa này mùa cua cuối rồi nhỉ? Nó xá à? Đang chân này. Nằm máu, nằm máu. Chúng nó chưa lột xá. Nằm máu, nằm máu. Tặng nó chưa không muốn chạy tải nè. Ừ. Nè, nè. Tới là cất xóa mà. Sao, mùa sao? Xá à? Đây à? Không biết gạt chân chồng á? Hả? Cất ở đâu? Đây. Măng chín rồi, măng chín rồi. Có một cây chín thôi. Ok, còn một bạn. Hả? Có một cây chín rồi anh ạ. Có một cây chín rồi. Chú xá bà. Xá lá. Thơm, thơm mùi đắng đắng luôn ấy. Nhà. Thơm đấy, thơm. Cho mọi người ngửi. Ơ. Hả? Mít. Hả? Để đây tí rồi, tí rồi bóc mấy cái kia chín. Gọi em về em cứ. Chị nó tưởng là nói xe. Em bé. Lại xe đi gọi. Xe làm đi gọi. Mà yeah, mấy cái này ngon mày. Đấy non non ăn ngon. Đắng. Rồi bóc đến đoạn đấy thôi em ạ. À. Tí mình ăn mình bóc tiếp. Bóc bóc còn cái kia. Hả? Chín chưa? Chín rồi anh ạ. À. Úi nóng nha. À, em đi đào. Em đây đi lấy. Chín chưa? Tao ăn á. Ừ. Cái đây bây giờ mình bóc một phát mình ăn luôn. Ăn luôn cái này lá rồi, ăn luôn lá rồi. Mít, mít của anh ấy. Chắc là đây à? Đây, anh trai. Anh trai đây à? Chắc là mới đi làm về ấy. Làm về. Đây là anh trai đấy. 16 tuổi thôi. 16 tuổi. Cả cho xong à? Dạ, đang chỉ xong, đấy xong. Cả cho xong à? Đấy xong, đấy xong nhờ, chị cháu mà. Tự nhiên thay cái tôi có chút xong là có chút xong nhờ. Chú, cả bố xong, chúng nó cả cho xong. Cái tình bố nhận. Phê giờ nhé bố để chân trở mà. Tí rồi nè, có tí rồi chứ, mà lẻ nè, yếu không có lẻ nè. Mỗi người một cái. Này đi xem luôn. Ngồi thử luôn. Thích ấy. Sướng. Này là... có vẻ rất là khỏe đấy. Nhìn. Đi ra xem bạn này. Châu dùng nè. Có khỏe không? Băng nè. Băng đầu chứ là băng gì? Bạn này bao nhiêu tuổi nhờ anh nhỉ? 16. Bạn 16 à? 16 tuổi. 16 tuổi. À. Cả 16 tuổi. Con cả đấy, đây vâng, là con cả rồi. Nằm máu lâu. Không phải là ruột đúng không? Chị phải ruột không? Chị là trái băng hữu cái nhà mẹ tôi. Không phải đâu. À, không phải đâu. Em này, em là con chú. Em là chú. Đây là con bác. Con bác, tức là nhà anh này là có hai người thôi đúng không? Hai anh em thôi đúng không? Vâng, có hai em. À, anh em. Anh này ngồi đi em. Hả? Em ơi.
Ôi, à thảo nào biết đạp là đạp cái này nè. À, cái đấy cũng là cái đấy là năng ngoái cũng là con của đội ra đi là họ tặng à? Đó, họ cũng tặng nhưng mà. Dạ vâng. À. Hôm nọ em lên một lần rồi. Còn hôm nay với em mấy em hay em đang bận đi xe đạp. Gọi là con bò với cả tí xe đạp cho gia đình ấy. Con bò thì để gia đình nuôi mới nữa nhân giống lên. Hay là càng ngày càng nhiều con bò con hơn nữa. Rượu cay lắm. Đỏ mặt luôn. Rượu nhà tự nấu nên là chỉ lấy ít thôi đúng không? Nên là rượu nhà tự nấu ấy, không phải đi mua đâu. Đây, mấy đứa trẻ con vui quá, sướng quá, mỗi người một cái xe đạp đi luôn rồi. Không ăn cơm, nhưng hồi nhỏ cũng thế mà, hồi nhỏ cháu mà được bố mẹ mua cho xe đạp á, cháu cũng không ăn cơm đâu. Cháu cũng vui lắm. Em chỉ nghe là sắp được đi chợ là em đã không ngủ rồi. Mời cả nhà ăn cơm nhá, chú ăn cơm, hai ăn cơm nhá. Cơm đi. Này, mời quý khán giả cùng nhưng mà cái này ăn đá hình như là lúc đấy mình nữa hay không chín mấy giờ sau ấy. Chín rồi á. Hiểu đau không? Đau đầu hay là đau? Chú hiểu không? Bạn ấy nói gì đấy? Hả? Nhiều mà. À uống rượu vào đau đầu, đau bụng. Không phải đâu. Đã bảo không được uống rượu. Ơ cấm mà bố mẹ đừng có uống rượu nữa. Bây giờ biết gia đình rồi. Đấy. Để em lùi ra đây anh. Bạn này vui đấy nhờ. Cái ông anh nhà mình này vui lắm. Nhà mình này à. Tuy là nó không biết nói chuyện đâu nhưng mà nó rất là vui luôn. Nhưng mà làm chắc khỏe đấy nhở? Khỏe. Làm khỏe à? Ông này rất là khỏe luôn. Khỏe đấy. Còn mình khó khăn quá rồi mà mẹ con vứt bỏ là con là sẵn sàng mà đi với tình thôi. Thế thì mình phải cố gắng anh ạ. Chơi đâu. Mình chỉ là mà ham mắt. Thế là chị á? Hả? Hả? Chị chơi nè. Chị chơi nè. Hả? Ơ nhau à, dễ sụt lẽ cơ mà. Không. Hả? Hả? Ô nằm chó nè. À đi ơi nè. Mấy bác. Mấy bác. Lấy gì á? Chắc bảo anh, chắc tưởng anh bảo lấy bát hay lấy cái gì. Thôi lấy bát nào. Thường tôi là những chị P, P khổ nào, những chị P là P, chả ha tôi cho chúng chúng mình tràn sự đi công là, chú bảo nhà chú nghèo các anh giúp đỡ thì chú rất là biết ơn và nhớ ơn. Vâng, thế tôi cháu chúc sức khỏe gia đình mình nha, với cả chúc con bò lúc nào cũng tốt tốt nhá. Một năm anh ở chúc một năm để hai mươi tuổi nhiều á, sư sư rồi một sách nhiều á. Sao mà xanh nhiều quá, cũng anh chế gọi như thọc quốc nha. Chắc là cháu cũng xin phép luôn, tại vì là muộn quá, tí phải đi về luôn rồi nhá. Chê là, bê mũ chê là. Mà bê mũ chê là. Vâng, lần sau cháu lại đến chơi. Cháu biết chú là bảo lần sau tới chơi mà. Nào bê mũ lơ mê mắt nhá. Bê mũ chê là. Bê mũ chê là. Không bê mũ chê là. Hoàng na. Hoàng. Hoàng Nam. Khỏe khỏe lắm. Anh ta qua tàu hồ, nó cũng sẽ cho nó vô tàu hồ. Cái tên lọ. Bạn này rất là khỏe luôn đấy, nhìn đây. Mà rất là khỏe luôn. Quá mẹ nè. Quá mẹ nè. Quá mẹ nè. Quá mẹ nè. Bye bye. Lúc gì nè. Ra đây em một lát. À cô nhìn chị ăn mà có mấy chứ bất tử. Bye bye. Hả? Ma ngọc hoàng nè. Yeah. Ok. Có của mẹ. Ok. Dạ. Nó bị mình chết rồi. Ok. Hả? Cháu về chứ? Dạ cháu về đây ạ. Dạ vâng cháu về đây. Bye bye. Bị mù chết lại. Mới nhau rồi bị mù lơ. Bạn này ra tận đây mà chào tạm biệt mấy anh em mình để đi về đây. Ê! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Không để ý. Không để ý, đang để ý cái xe thôi. Ê! Bye bye! Gần đâu, gần đâu. Tay được rồi. Vừa rồi là Huy và anh Tuấn và có sự đồng hành của Hoa nữa đã mang một con bò sống, con bò cái ấy, để sau này gia đình nhân giống và mong muốn là có thêm nhiều con bò hơn nữa để cải thiện cuộc sống ấy. Ví dụ mà một con bò nhân thêm thành nhiều con bò thì sau này vẫn có giá mà đúng không? Vâng ạ. Còn ba bạn nhỏ đây này không nghe không nói được thì nhưng mà nhận được cái món quà xe đạp ấy thì cảm nhận vui. Được các bạn là rất là vui mừng muốn cảm ơn mình đấy nhưng mà không thể nói được.
Đúng chỉ rồi. Có hành động là như này thôi. Ừ, em cũng thế. Đúng rồi. Và cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng với Nùng Vlog. Và nếu mà mọi người thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể để lại một lượt like và một lượt đăng ký ủng hộ Nùng nha. Và bây giờ xin hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo. Bye bye.